Tụi em quen nhau cũng gần nửa năm rồi. Chưa hề đi sâu luôn, chưa hề đi ra vấn đề gì hết. Nhưng mà bạn có đi cạn rồi. Nói chung là bạn có đi cạn. Có đi sơ sơ. Cái đó giống như là cảm giác lần đầu của em vậy á. Hồi trước em đi làm thì em có từng quen bạn gái. Nên sau này em chia tay bạn gái một thời gian rồi em mới gặp Trí. Xong rồi em lại làm vợ của Trí nữa. Nên lúc đó em hồi hộp lắm, em sợ nhiều thứ lắm. Dạ, em tên là Trí, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang bán hàng online, em sống tại Hà Nội. Hà Nội hả? Ừ. Còn bạn? Dạ, em tên là Nam. Công việc hiện tại của em là bán hoa và em sống ở Sài Gòn. Bán hoa tươi? Dạ. Bán hoa tươi. Không phải hoa tươi đâu chị. À, hoa khô hả? Dạ không, dạ, phải. Em bán hoa sáp ạ. Em bán hoa sáp ạ. Dạ, thôi bán hoa đi, giờ vậy đi. Cho anh hỏi Trí là Trí không phải người Hà Nội đúng không? Nhưng mà em, lý do vì sao em làm việc ở Hà Nội? Ừ, em sống Hà Nội tới năm nay cũng là 6 năm rồi. Thì cũng về xuất phát từ là hồi xưa khi em biết cái giới tính của mình đó thì em mới tìm cách là sống xa gia đình. Thì em ra Hà Nội em làm, em sống ổn được luôn tới bây giờ. Vậy hả? Nhưng mà cái quyết định đi xa như vậy á, có gặp cái sự ngăn cản từ gia đình? Dạ cũng có nha, ba mẹ cũng kêu về này kia thì nhưng mà em nói con lớn là con tự đi làm được, con tự sống được. Thì ba mẹ cũng tôn trọng và để em sống được tới bây giờ. Nhưng mà anh chỉ có một cái thắc mắc là tại sao em có thể chọn xa gia đình nhưng nó vẫn ở khoảng cách gần hơn một chút xíu, để nhỡ khi em có thể về thăm nom gia đình của em gần hơn. Em đi về thì được, nếu gần quá thì suốt ngày mẹ hoặc ba cứ đi lên mình thì cũng hơi khó chịu. Tại vì thường là người ta nói là Nam tiếng, còn em trường hợp của em là Bắc tiếng. Xong rồi lại quay về yêu người Sài Gòn. Em yêu người Sài Gòn nhưng mà cái duyên ở Hà Nội. Rồi thế mình về cơ duyên gặp gỡ luôn đi. Ông chủ em á là có một cái nhà là cho thuê dạng như homestay ấy chị. Em thì ở dưới bán shop quần áo, ở trên cho thuê homestay. Thì ông này với lại nhóm bạn đã thuê ở thì cũng gặp mặt hàng ngày thôi, em cũng chưa để ý gì. Cái tiền một hôm cái ông nhắn tin cho em là em có mua cho anh ly trà trái cây để trong tủ lạnh á, anh lên uống đi. Thì em cũng lên em uống, mấy ngày sau mới biết ráp 1 tặng 1 với chị. Ráp 1 tặng 1 với chị. Có khi mà gấp 1 tặng 1 phải không? Quan trọng là mồi nhữ, giống như câu cá vậy đó. Nhưng mà từ cái ly trà đó thì em mới chú ý. Đó, chị mới nói đó là mồi nhữ. Lúc đầu đi kiếm bạn này cao tay. Em chú ý đến bạn trước rồi đúng không? Không, em là người chú ý bạn này trước. Dạ không ạ, em ngoại là tại vì từ bé giờ em chỉ nghe Hà Nội qua báo đài sách vở thôi, nên em cũng muốn đi Hà Nội một lần. Xong rồi lúc đó em đi, em chỉ muốn đi chơi với bạn thôi. Rồi thì em lịch sự nên em mời bạn uống nước vậy thôi. Cái vô tình bạn nghĩ nên bạn thích em thôi chứ em không có nhử bạn. Em về Sài Gòn rồi bạn bắt đầu bạn cua em. À vậy hả? Nghĩa là đi chơi mà vô tình được quà. Cái cũng được ha. Được. Mình cứ đưa ly trà cho người ta đại đi, mình nói mình vô tư, mình không nghĩ gì. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay quý vị được xem cái số này và chúng ta có một cái kinh nghiệm để có thể cua bồ rất là dễ dàng quý vị nha. Kinh nghiệm nhử cho người ta cua mình chứ mình không cần cua luôn đó. À nhử cho người ta cua mình, hay quá ha. Hai cao tay đó, cao tay ấn vậy. Rồi khi mà hai người mới có nảy sinh một chút tình cảm với nhau thì mình đã phải xa nhau như vậy rồi. Dạ cái thời gian mà em tán bạn này á cũng rất là lâu. Hơn nửa năm. Em cứ nhắn tin cho bạn này, cái bạn này xem, trả lời có cục ngủng thôi, gọi là không trả lời. Chứ em ngày nào em cũng nhắn, giờ nào em cũng nhắn. Kiên trì như thế. Dạ, tại bạn này lúc đó thời gian đó bạn này làm quán bar, em cứ canh sáng bạn này ngủ dậy tầm 2 giờ là em gọi đồ ăn ra ship qua nhà sẵn. Trời ơi. Cứ ròng rã vậy đó. Và mỗi lần nhắn tin bạn này cái bạn này không trả lời, cái đồ ở ngoài đây cái là buồn. Buồn cái mở nhạc nghe, viết nguyên nhà buồn theo em luôn. Cứ ròng rã vậy hơn nửa năm luôn chị. Xong cái thời gian gần tháng 10 thì em bắt đầu mới là 10 ngày em bay về Sài Gòn lần, em kiếm cớ em bay về, em đi giao đồ. Em bay về thì em mới tìm cách để tiếp cận với ông này nhiều hơn. Ôi, bạn này đầu tư một ly trà mà lãi nhiều quá ha. Nào là đồ ăn hàng ngày nè, rồi bay vô bay ra nè, trời, thật sự luôn đó. Cái người em nhận được đồ ăn miễn phí mỗi ngày em cảm giác nghĩ gì? Làm ăn thì ăn mà tình cảm thì chưa nhận đúng không? Dạ, thật sự thì lúc đó em cũng không có đặt nặng vấn đề chuyện yêu đương á, tại vì em cũng từng có tình yêu đổ vỡ, với lại em không đặt nặng vấn đề về yêu đương nữa. Lúc đó em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường vậy thôi. Xong rồi ngày nào bạn cũng mua đồ ăn bạn gửi đến. Có khi em không ăn nữa, em cho mọi người trong nhà ăn luôn. Rồi em cứ đi làm rồi cứ... em nhìn gương mặt ngạc nhiên của bạn kia. Tại vì em sợ mập, em không ăn nữa. Xong có khi em ăn ít lắm, hoặc là em sẽ nói dối là em ăn. Xong rồi ngày nào bạn cũng gửi đồ ăn đến. Ngày nào cũng vậy luôn? Dạ. Xong rồi gửi nước đến, ngày lễ thì gửi quà, gửi hoa đến. Xong rồi... Trời ơi. Kính thưa quý vị, rất là lãi luôn. Chỉ có một cái ly trà sữa khuyến mãi của Ráp mà lời quá trời lời luôn. Đồ ăn nửa năm mà cả nhà ăn, trời dễ sợ quá. Em đầu tư xuất sắc Nếu mà ngoài chuyện tình cảm, có đầu tư làm ăn gì của chị? Rồi làm sao sau nửa năm đó thì em lại quyết định đáp lại tình cảm của bạn? Dạ không, có một lần là bạn đó nói là bạn đó sẽ có công việc vào Sài Gòn, đòi qua nhà em chơi, nhưng mà vô tình em lại quên. Em lại có hẹn đi chơi với bạn em ngoài Vũng Tàu, bạn lại bắt xe đi ngoài Vũng Tàu cùng em luôn. Trời ơi. Có nghĩa là ban đầu em nói là em chưa chú ý bạn lắm đúng không? Là có nghĩa là em chỉ thấy bạn đi ra vào cái homestay của em thôi, thì sau cái ly trà đó em mới bắt đầu để ý đến bạn. Dạ đúng. Thì tại sao em thay đổi cái thái độ của mình một cách rất là nhanh và nó quyết liệt đến như vậy á? Lúc đó em cứ nghĩ ly trà là bạn này mua cho em thôi chứ không nghĩ là tặng. Nghĩa là bạn này cũng quan tâm mình, mua cho mình thì mình cũng có chút động lòng đi. Thì cái hôm đi Vũng Tàu thì em mới nói bạn này là tối nay anh về, đợi anh đi về rồi đi ăn. Cái bên này em biết rồi, Xong sáng dậy cái chị em gọi em nay đi em ra tới Vũng Tàu, mà em về tới Sài Gòn là lúc đó 11 giờ khuya, đâu có xe đi Vũng Tàu đâu. Là em đang Nguyễn Thái Bình thì em đi vòng vòng rồi đó, em đợi tới sáng đi chuyến đầu tiên để đi chạy ra Vũng Tàu luôn. Có nghĩa là chị cảm giác là em thương bạn này nhiều hơn rất là nhiều luôn, và bắt đầu yêu trước nhiều lắm luôn đó. Nhiều lắm mới làm được những cái điều điên khùng vậy luôn. Tại vì thật nói một cách rất là công bằng, cái ngoại hình em rất tốt nhá, thì anh thắc mắc là anh nghĩ là cũng phải nhiều người khác họ cũng có cái sự quan tâm đến em tương tự như vậy. Tại vì rõ ràng công bằng thôi, ngoại hình của mình tốt, công việc của mình tử tế thì đương nhiên sẽ có nhiều người quan tâm đến mình. Thì tại sao em lại thấy cái sự quan tâm của bạn này nó quá đặc biệt đến như vậy á? Không phải như anh nói đâu, không ai quan tâm tới em. Em chỉ toàn đi đơn phương người ta thôi. Vậy hả? 2-3 năm trời luôn đó. Và khi mà em kết thúc một người em đã đơn phương khoảng 3 năm, bắt đầu người mới là ông này. Thảo nào em mới tiếp tục kiên trì. Bây giờ thì chị mới bắt đầu là giải mã được cơ thể của mình đó. Đôi khi mình đẹp, thành công nó cũng không có nghĩa lý gì hết trơn. Sao vậy? Tự nhiên cười. Nhưng mà cho anh hỏi là em khi mà thấy bạn quyết tâm với mình như vậy á, tự dưng em động lòng hay là em chỉ muốn đáp lại vì phép lịch sự thôi? Em thấy mắc cười nhất là hai đứa đi nhậu cùng với nhau, đô của bạn thì yếu hơn đô của em, tại vì em công việc của em muốn rất là nhiều. Xong cái vô tình hai đứa say, hai đứa cãi nhau, cái em đuổi bằng đó, em nói đi về Hà Nội đi, em không chờ ở đây nữa. Xong cái bạn đó không chịu đi, bạn đó ôm em, bạn đó nói là ngu gì đi, đi mất người yêu rồi sao. Tự nhiên cái em nghe vậy cái em cảm thấy em thương, em cảm thấy có một người thương mình nhiều tới vậy ngày qua ngày, nên em quyết định em theo bạn luôn. Thật ra là đó là cái sự may mắn trong tình cảm luôn á, để mà có một người mà theo đuổi mình nó điên khùng như thế. Đúng. Anh có một câu hỏi này nha, tại vì người ta thường nói á, tình cảm á, nó có là nó có, không là không. Chứ người ta thường bảo là tình cảm trong giới gay của mình không có cái vụ mà mưa dầm thấm lâu đâu. Nhưng mà thật ra thì trong cái chuyện bọn em anh thấy có nha, là ban đầu em cũng chưa có cảm xúc với bạn lắm, nhưng mà em thấy bạn quá quyết liệt vì mình đi thì em lại quyết định đáp lại. Thương bạn này thì là cũng có thương đi, nhưng mà càng tìm hiểu á, em càng biết nhiều chuyện về bạn này hơn, từ gia đình tới hoàn cảnh, thì em lại càng thấy thương hơn. Bởi vì cái giới của tụi em á là đã kiểu nói sao ta, là kiểu như là không được may mắn rồi. Giới tụi em mà bạn này lại không có, em nói là mình đã không được như người ta rồi, nhưng bạn này lại kém may mắn hơn như vậy rất là nhiều nữa. Anh thật sự nể em luôn đó nha, tại vì như vậy nè, khi mà mình thấy một cái người nào đó mình thích họ, nhưng mà kiểu như họ không đáp lại mình thấy hoàn cảnh của họ không tốt, không này không cái kia, mình tìm cách mình dứt liền đối với những cái người mà họ không có chỉn chu trong tình cảm á. Còn tình cảm của em đối với bạn này nó nhiều đến mức mà em chấp nhận tất cả những cái điểm gọi là điểm yếu của bạn luôn á, và em muốn bù đắp phải không? Dạ, tại vì mình không nỡ buông ha. Mình biết bạn này trải qua nhiều cái biến cố, rất là thương luôn á. Anh ơi, thật ra nó như vậy nè, khi mà anh đã thương rồi, cái gì anh cũng thương hết á. Cho dù cái lỗi hoặc là cái dở của người ta anh đều thương hết. Cho nên cái đó là cái điều tất nhiên. Nhưng mà quan trọng là bạn yêu đơn phương trước, lâu ngày thì mới cảm nhận được tình cảm thì mới đáp lại, chứ không phải là hai người cùng bắt nhịp với nhau. Nó ở chỗ đó là nó lạ hơn những cặp đôi khác là như thế. Tới thời điểm nào thì mình mới chính thức là quen nhau và có cái nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên hả chị? Là em hôn bạn này á? Không, nhiều lắm chị. Mấy lần mà bạn này xỉn á, cái bạn này về cái em lấy khăn em lau mặt cho bạn này, cái em hôn bạn này, cái bạn này nằm im mà, cái em hôn về để cho xỉn luôn, đi khỏi lau nữa, cho xỉn thì hôn cho dễ chứ tỉnh hết không được rồi. Vậy là những cái lần mà ngoài anh hỏi đi. Thật sự mọi người ơi, anh Tuân rất là thích những cái chuyện đó và rất là nhiều khán giả yêu cầu, và anh Tuân có thể mô tả cụ thể hơn rồi có những bài học kinh nghiệm gì đó, chứ còn bản thân Lộ đâu biết đâu. Anh Tuân hỏi đi. Ok, thì anh hỏi luôn. Ngoài cái chuyện hôn là cái lần đầu tiên mình hôn nhau là mình có tiến tới luôn không em? Hay là chỉ là nụ hôn thôi? Dạ lần đầu là chỉ hôn thôi. Dừng lại ở nụ hôn và ôm nhau. Ghê, bên kia ngạc nhiên quá kìa. Anh lại hỏi vấn đề đi sau rồi đúng không? Đúng rồi. Em nói thiệt đi. Vấn đề đi sau tới bây giờ anh vẫn chưa đi được cái gì hết. Ồ, vậy hả? Bọn em quen nhau bao lâu rồi? Nói như chị không tin luôn, mọi người không tin đúng không? Đúng rồi. Tụi em quen nhau cũng gần nửa năm rồi. Chưa hề đi sâu, chưa hề đi ra vấn đề gì hết. Nhưng mà bạn có đi cạn rồi. Nói chung là bạn có đi cạn rồi. Có đi sơ sơ. Dạ đúng rồi, bạn sắp, nói chung là hôm đó em cũng định để cho bạn ăn em rồi. Xong rồi, nhưng mà em sợ, em rất là sợ. Tại vì cái đó giống như là cảm giác lần đầu của em vậy á. Hồi trước em đi làm thì em có từng quen bạn gái. Nên sau này em chia tay bạn gái một thời gian rồi em mới gặp Trí. Xong rồi em lại làm vợ của Trí nữa. À vậy hả? Nên lúc đó em hồi hộp lắm, em sợ nhiều thứ lắm. Xong rồi nói chung em không biết như tại sao luôn. Anh hiểu. Cho anh xin phép nói cái này nhé. Tại vì Trí á, khi mà Trí có cái quan hệ gần gũi với lại bạn á, nhưng mà chưa có đến được cái điểm đích, thì Trí có cảm giác khó chịu không? Hay là Trí cảm thấy hoàn toàn hài lòng với điều đó? Em không thấy khó chịu. Anh cũng có suy nghĩ như vậy luôn đó Lộ. Có nhiều người nghĩ cái việc tình dục là nó phải từ A đến Z nó mới có thể. Nhưng mà đối với anh á, trong cái chuyện quan hệ có nhiều cái nó quan trọng hơn tình dục rất là nhiều. Từ A tới Z là sao? Là có nghĩa là nó phải Thật ra là em hiểu ý anh, có nghĩa là đôi khi người ta quen nhau không chỉ vì chuyện đó mọi người ha. Nó sẽ làm cái sự trải nghiệm về cái tình cảm giống như những cặp dị tính khác thôi. Thì tới một cái thời điểm thích hợp thì cái tình cảm của họ đầy. Đối với Lộ thì cái chuyện mà quan hệ hay là cái chuyện về tình dục đó là một cái sự rất là thiêng liêng, nó cao hơn một bậc nữa, cho nên nó phải đầy đủ tình cảm qua một thời gian rồi thì mà cái chuyện đó nó sẽ dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta. Rồi vậy em nhớ lần đầu tiên khi mà mình gần gũi nhau là ở đâu? Dạ là ở nhà em rồi. Bạn tấn công? Không phải đâu, em kể nghe. Có mấy tuần. Chị nghĩ là em là người bình tĩnh nhất đó thôi, em kể đi. Chứ là chị thấy câu chuyện của mình đã bị lê mê quá đó. Ngủ chung mình ôm mình bắt đầu thì lại delay, hẹn qua ngày này, ngày mai đi, xong ngày mai lại hẹn ngày mốt. Delay rất dài mà ngủ chung toàn cởi đồ ngủ ha. Em ác quá hả? Em đấy, treo miếng thịt lên mà em không cho ăn. Còn ngủ chung không thôi là nằm mở chuyện nghe, mở chuyện ma anh. Xong rồi đi ngủ trước. Ủa em nghe chuyện ma kênh nào vậy? Người hâm mộ chuyện ma. Cho 2 ly cà phê đi ạ. Rồi trong 6 tháng đó thì hai bạn có nhiều kỷ niệm với nhau không? Nói chung là quen bạn thì rất là vui. Em quen bạn thì em cảm thấy rất là thoải mái. Hai đứa đi chụp ảnh cưới cùng nhau, ra nhà thờ hôn nhau. Xong rồi mọi người thấy mọi người lạ lên, tụi em cũng cảm thấy bình thường. Nói chung em từ bé thì không có gia đình, em bị thiếu thốn tình cảm. Bạn nói là khi yêu bạn thì gia đình của bạn cũng là gia đình của em. Hai đứa đi về nhà của nhau thì đều được hai bên gia đình thương yêu nhau hết. Mẹ của bạn cũng kêu em bằng con và em cũng kêu mẹ của bạn bằng mẹ. Vậy hồi bé là em sống với ai? Hồi bé thì em sống với ngoại, nhưng mà hiện tại ngoại mất rồi, em tự lập từ bé luôn. Vậy là em đâu có phải come out với ai trong gia đình của em đúng không? Mình cứ sống cuộc sống của mình thôi. Dạ đúng rồi. Chí đã come out với gia đình rồi đúng không? Mọi thứ khi mà em come out nó dễ dàng của em hay là cũng sóng gió? Không, dễ dàng lắm anh, yên bình lắm. Ba mẹ em không hỏi hay là điều tra hay là hỏi bất cứ điều gì khó khăn á. Cứ sao ba mẹ chấp nhận vậy đó, ba mẹ rất là dễ. Tại hồi xưa lúc mà anh em lấy vợ, cái ba em hỏi Chí anh mẹ lấy vợ chừng nào tới mày. Cái em mới nói là thôi ở vậy với ba mẹ luôn. Em nghĩ là ba mẹ thì chắc là cũng đã biết từ rất là lâu rồi nhưng mà không nói thôi. Rồi khi mà Chí dẫn Nam ra mắt gia đình, em hồi hộp nhiều không? Nói chung là em cũng thấy sợ sợ thôi. Tại vì giống vậy lúc trước tóc em thì nhuộm mà em có hình xăm nữa nên em sẽ không có ấn tượng đẹp với người lớn, nên khi về em sẽ nghĩ người lớn người ta sẽ không thích em. Mà được cái là về nhà bạn thì em rất là thoải mái, em mặc đồ bộ em đi tới đi lưu luôn, tay chân xăm tóc nhuộm vậy. Nhà vẫn thương, nhà hỏi em là tại sao nhìn bề ngoài vậy nhưng mà em rất là hiền, em không có côn đồ, không có hung dữ như người khác nên nhà cũng thương. Thì cái việc mà người ta bảo xăm mình hay nhuộm tóc là hung dữ hay côn đồ đó là định kiến thôi. Còn tất cả mọi thứ là do mình thích thôi, sở thích của mình. Mình thích thì mình làm. Thật sự cũng có những người côn đồ thiệt. Nhưng mà bạn này xăm nhưng mà rất là nhát, không côn đồ nổi. Từ cái khoảng thời gian mà quen 6 tháng mà nó không chỉ có là những kỷ niệm đẹp, những cái niềm vui vậy, có cái lúc nào mà hai người cảm thấy là mình cũng tới cái mức độ là mình không có thể tiếp tục được nữa không? Cãi nhau rồi đó. Có chị. Phản ứng liền luôn. Giống chờ đợi vậy đó. Thì lúc mà mình mới tiếp xúc với nhau, mình chưa hiểu về nhau tất cả, thì cứ ngày này qua nọ thì càng cãi nhau thì sẽ càng hiểu nhau, chứ không phải là cãi nhau để rồi chia tay. Tại vì em quen bạn này, em không muốn bạn này thay đổi theo cái ý của em đi. Tại vì em yêu bạn này là yêu tính cách bạn này. chỉ thay đổi cho nhau là cuộc sống nó tốt hơn nữa. Thì mà hiện tại là cho chị hỏi là bây giờ là cũng là cứ đi đi về về, đi đi về về, tại vì công việc hai người hai nơi đúng không? Dạ không, trước Tết á, thì là cứ 10 ngày là em về một lần. Thì ông chủ em ở Hà Nội á, ông thấy em cứ đi đi về về cũng cực quá, ông kêu thôi em kêu Nam ra đi, dọn ra đây luôn đi, anh hỗ trợ công việc cho hai đứa làm để ở gần nhau hơn. Thì anh chủ nói được 2 ngày là bạn này dọn ra đây luôn. Và công việc của em bây giờ là làm cùng với nhau? Dạ. Ồ, thế tốt rồi. Vậy là về ở chung rồi. Thì từ hồi mà ở chung với nhau thì bây giờ tới bây giờ thì chắc có lẽ là mình cũng đã hiểu nhau hơn, giống như là cái tính cách của nhau, cái tật xấu của nhau thôi. Bây giờ mình sẽ kể tội nhau đi. Thì ai cũng kể trước. Ai trước? Anh thấy Trí có vẻ muốn kể trước không? Thôi thôi vậy Trí nói trước. Tật xấu của bạn này ấy, thì cái về là vấn đề ngủ. Ngủ là xấu nhất. Hẹn cả nhà là 7 giờ đi ăn, lên 6 giờ ông lại ngủ rồi. Kêu dậy đi ăn, không dậy nguyên nhà đợi, kêu dậy xong quạo quạo chửi em hai đứa bún lộn. Bún lộn luôn. Trời ơi, sao cái nết quạo đàn ông quá vậy? Tết thì đi về nhà. Về nhà em có ba mẹ nữa, cái ba mẹ kêu dậy đi qua nhà của cô chơi, kêu hoài 5-6 người kêu cũng không dậy ngủ. Cái cả nhà thấy ngủ rồi, đóng cửa đi, xong cái lát gọi điện anh ơi đi đâu hết trơn, có mình em ở nhà. Xong lại cãi nhau tiếp rồi đi cũng kêu em, đi ăn không kêu em, toàn ngủ rồi mới cãi nhau, ngủ mê lắm. Mỗi cái chuyện ngủ thôi mà nó không phải cãi nhau như vậy đó hả? Dạ. Ủa sao mình biết vậy, mình không ít ngủ lại chút xíu? Dạ không, mà tại vì ở Sài Gòn công việc của em nó sôi động á, em ít ngủ. Em làm quán bar cho nên làm ban đêm đúng không? Dạ đúng rồi. Xong ra ngoài rất là buồn luôn. Bạn cứ có ngày bạn ở dưới shop bạn bán cái bạn bỏ em ở trên. Em ăn nhiều em sợ mập lắm nên em sẽ đi ngủ. Em ăn nhiều em sợ mập lắm nên em sẽ đi ngủ để em hạn chế em ăn không. Cái giờ ngủ của bạn này rất là lạ nha. 6 giờ chiều đi ngủ tới 4 giờ sáng dậy, vậy ngồi chơi tới 6 giờ đi, 6 giờ sáng đi chợ, 8 giờ là nhà có cơm ăn. Dạ hết. 8 giờ xong trưa 12 giờ ngủ tiếp. Ngủ tới 3 giờ xong 6 giờ ngủ nữa. Ngộ quá người khỏi trên. Thì em giúp em bán hàng, bạn này thì gói hàng rất là đẹp. Thì 12 giờ là em dậy rồi. Thì bữa đó em phải dậy sớm. Em kêu em dậy xuống gói đi, ship qua lấy rồi. Từ bữa tới mấy đơn gói sinh nhật đó chị. Cái em lên kêu mới 11 triệu, các bạn kêu anh em đang nằm mơ thấy đi học vui lắm, để em đi học chút nữa. 11 giờ đi xuống, tới 11 giờ rưỡi em chạy lên, không còn đang đi học. Không, 12 giờ rưỡi em lên nữa, không còn đang học. Em mới nói giờ này học cái gì nữa, 12 rưỡi nít người ta về rồi đi xuống. Không chịu anh, không cũng nằm đó ngủ tiếp. Em mới giận quá, em đi xách đồ xuống tự em gói, mình mới chịu lót có chạy xuống. Có một dịp là lễ em bán hoa rất là nhiều, em đang gói hoa trên nhà, cái shipper gọi là anh Nam ơi có người giao hoa cho anh. Cái em mới suy nghĩ anh ơi anh nhầm người rồi, em là người bán hoa nè, ai giao hoa cho em được. Xong cái lại gọi nữa, xong cái em nói anh nhầm rồi, anh kiểm tra đi, cái nói số của anh mà, gọi em mấy lần luôn. Xong cái em bực quá em mới bỏ hoa em đang gói em đi xuống, em nhận hoa lại. Xong cái em nhận hoa có quà nữa, em mới nói ủa trời ai điên gì trời, tôi bán hoa mà tặng hoa cho tôi gì trời. Xong cái em đi lên, xong cái họ mới nhắn tin cho em bảo là tặng hoa cho em mà mua mấy lon bia gói lại tặng á. Xong cái mà mua mắc lắm chị, em bán rẻ hơn mà đẹp hơn. Đi mua mắc mà xấu chứ đó. Xong cái tức chị tặng em, mà nhắn tin em chửi, em chụp hình đăng lên Facebook em chửi quá trời luôn, nói trời thằng nào điên vậy. Tự nhiên cái mà thằng shipper cứ gọi hoài luôn mà em đang bực nữa, tại vì khách đang rất là hói em để em giao kịp ngày lễ người ta. Nói trời nghĩ sao người yêu nó ở nhà bán hoa, hoa đầy nhà chứ nó còn mua hoa nó tặng mà nó mua mắc nữa. Trời ơi, tức. Rồi đối với Nam thì Trí có tật xấu gì không? Dạ có tật xấu là bạn đó giỡn rất là nhây. Cái tính em thì em hay bị cọc, với lại cái công việc của em thức đêm nhiều á nên ban ngày em rất khó chịu, em chỉ vui vẻ về ban đêm thôi đó. Xong cái việc gì em không thích, bạn nó cứ theo mình đó nhây hoài. Cái em quạo lên em chửi mà đó là đồ chó, cái bạn đó cứ bảo là gâu cũng nó theo mình đó giỡn em hoài luôn, cứ chọc em đến khi nào mà em chặn đỏ mặt lên luôn. Xong cái ngưng hồi cái giả bộ lại nịnh em, cái xong lại chọc em tiếp nữa, cho em chửi chơi sao em suốt ngày em thành người ác vậy, em cứ chửi em sùm vậy. Theo cảm nhận của em là em cảm thấy em nấu ăn rất là ngon nha, em nấu xong cái theo cảm nhận của em thôi. Dạ không, khi em nấu ra cả nhà ai cũng khen ngon hết, nhưng mà bạn cứ chơi hoài mọi người đừng ăn nha, ăn bị đau bụng đó. Nhưng mà cuối cùng bạn là người ăn nhiều nhất luôn, em nghe em buồn dễ sợ luôn. Suốt ngày cứ nói em nè anh là mập đi em bỏ anh đó, mà cái lát cái bưng cái món này xuống, chút cái bưng chè xuống, tối có làm rau câu đem xuống. Thường những người sợ mập đó rất là thích ăn. Đó là tâm lý của chung là chị rất là rành. Tại vì cái nó ăn rất là ngon. Nấu ăn rất là ngon, mẹ em cũng thích lắm. Đó, rõ ràng nha, không chê nữa nha, thấy chưa, gài dính liền là nấu ăn rất ngon, rồi khẳng định rồi, cho nên em phải tự tin lên. Em muốn ăn cái gì là có món đó nha, nhưng mà chỉ có ăn Nam là không có. Không được. Vẫn còn ấm ức nha. Vẫn còn ấm ức. Trong hai bạn thì ai sẽ là người ghen tuông nhiều hơn? Đó thì ghen thì nói với em là ghen cho vui thôi, nhưng mà để ý ai thì cũng không được với em. Ghen cho vui chứ đi ghen đến nỗi xung đột thì chưa. Không, cái khúc mà không được với em là đâu có vui nữa đâu. Khúc đó đâu vui đâu, nghịch lý rồi. Bạn book vé máy bay cho em đi ra, cái em mới bảo là book hãng nào mà có nhiều trai đẹp á, có nhiều anh tiếp viên đẹp á, em mới chịu đi. Xong cái dặn đùng đùng lên, đòi book hãng khác, book hãng nào mà xấu nhất mới chịu cho em ra. Không thôi là đổi hãng, em cứ đổi vé liền không cho em đi ra. Em hên rồi đó, chị book tàu hỏa cho đi, hoặc đóng gói tàu biển gửi đi. Sao kỳ vậy? Cứ chọc gan người ta làm gì? Cái chọc người ta chi, để biết người ta thương mình, người ta ghen mà cứ chọc làm lợi gan mình chi vậy? Trời ơi. Không, tại bạn cũng hay chọc em lắm. Rồi có rồi đánh nhau không? Kiểu cọc quá đánh nhau luôn. Có một lần hai đứa cãi thì cãi nhiều lắm, xong cái bạn đó giận, bạn đó đấm được tường nhưng bạn đó không đấm em. Xong lúc đó em cũng thương, cái lúc đó bình thường em hỏi là ủa sao quạo, sao không đánh em luôn đi mà đánh tường, cái bạn đó nói là tại vì bạn đó thương em nên giận mà nó đấm vô tường, cái tay sưng lên luôn, xong tự chịu luôn. Các bạn mong muốn đối phương thay đổi điều gì ở tương lai? Mong bạn là thôi bạo lực gia đình đi. Chị nhờ đánh em mà chị ơi. Đánh thiệt luôn hả? Sao hết đàn ông dữ vậy? Hết hồn luôn, bắn hoa nhưng mà đánh người hả? Mà đánh đau không em? Hay là đánh yếu? Đánh để là thương tích không? Không, xỉn thì yếu xỉu rồi cứ quơ quạo vậy đó anh. Em ôm con gấu quay qua đây ngủ thì đạp cái là em lọt cái niệm luôn. Hết vậy đó. Vậy hả? Nhẹ nhàng quá ha. Còn ở Nam? Dạ, nói chung thì em cũng không mong bạn thay đổi gì. Tại vì thực sự là nếu mà nói về thương thì bạn thương em rất là nhiều. Em cảm thấy rất là hài lòng. Thật sự là rất là may mắn luôn đó. Có nghĩa là kể cả trong những cái cặp đôi bây giờ, những cặp đôi dị tính luôn mà tìm được, hoặc là bất cứ ai đi, tìm được một người yêu thương mình nhiều hơn, điều đó là cái sự may mắn rồi. Cho nên là khi mình có được mình gắng giữ thôi. Và dự định trong tương lai của hai bạn là gì nè? Hai đứa em nói là cuối năm nay sẽ chắc sẽ làm cái đám cưới, nhưng mà do hai đứa sẽ tự làm. Sẽ cố gắng, đó là mục tiêu của tụi em, để cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Làm ở đâu em? Chắc là ở Sài Gòn bạn bè nhiều. Hợp lý. Quá xuất sắc luôn, nhưng mà thật sự đừng có đặt nặng quá cái tiêu chí, bởi vì đám cưới nó cũng chỉ là cái đó là cái hình thức thôi, nhưng cái đó là mục tiêu để tụi em phấn đấu, chứ tụi em không phải cố gắng làm cho bằng được. Đúng rồi. Dạ. Tại vì mình còn có nhiều cái thứ mình xứng đáng để mình phấn đấu cho ổn định cuộc sống mình hơn nữa trong thời điểm hiện tại. Thôi bây giờ hai người hôn với một cái đi nha, để mình chào kết chương trình cho thật sớm. Là anh biết là em ok cái nào hay cỡ nào, không thể nào mà em nói thật sự không có ai mà có thể suy nghĩ được mà bỏ cái tủ quần áo á. Còn về cái chuyện chị hỏi xíu nha, còn về cái chuyện nấu nướng thì ai đảm đương trong nhà? Không ai hết. Trời, có người đảm đương đúng không? Không ai hết. Vậy là lau dọn nấu nướng này nọ trong nhà là có người làm hết. Có người làm mà đúng không? Nhưng mà về cái phần nấu ăn ngon đó là em nấu ăn ngon. Cô này là cổ đồng thời cái tô mì gói, cái gói mì đi mà cũng một đêm ta đợi liều lượng ra, ta bả nấu ra xong nó làm nhát thôi thì cũng để nước nhiều hơn kiểu vậy, để ít cũng vậy, không biết sao vậy hả? Chị hiểu không? Ban nãy anh có lờ mờ suy nghĩ ra là hai bạn này không xảy ra mâu thuẫn, tại vì không ai phải làm gì trơn. Làm thì mới có những cái mâu thuẫn. Bây giờ cái gì có người làm cho trơn. Cuộc sống sướng á. Em ăn cọ toilet cũng được thôi, cũng có làm thì cũng được rồi. Nhưng mà là mọi người sẽ làm ở trên cái suy nghĩ là ở mình muốn làm cái việc này cho gia đình của mình, chứ nó không có phải là một chất bồ nhiệm nặng nề từ ngày này sang tháng nọ, nên bọn em sẽ nhìn thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng nó ngọt hồng quá. Rồi còn hỏi lại nữa anh nha, còn tật xấu gì nữa kể luôn em. Còn khui luôn đi, quên với lại ngủ nó vậy, không biết là cứ ngủ nó vậy là rất là cọc quạo. Vậy là xấu ngủ. Cứ có vậy là có nhiều cả. Người cái tính ngộ ha, như là thức dậy mình ví dụ mình kêu cái thôi mà, hoặc là mình lỡ làm ồn cái thôi là quạo lắm luôn á, còn còn có thể là đập luôn kiểu vậy luôn á. Anh làm chung với cái đợt hồi lúc còn bé á, em nghe mẹ kể lại thôi, mẹ với lại chị Út Vàng kể lại thôi. Út Vàng là chị của chồng em á, thì ngủ dậy không biết ba gái gì á, mà mẹ kiểu mẹ về mà mệt á, kiểu ba gai mẹ mới lấy cái chàng mà cái chàng caro xanh đỏ hồi xưa á, mẹ siết cổ em tưởng em chết lúc đó. Mẹ siết là rất là chặt luôn. Út Vàng mà không kiểu như năn nỉ mẹ cứu anh là anh gỡ ra là em chết luôn, nó thiệt. Sao vậy? Không quá hả? Giống như là ba gai á chị. Sao ba gai? Ngủ lúc vậy ba gai đi ba gai xong rồi cái đi đá cái xô nhà đường, mẹ nóng mẹ siết cổ lì quá. không đâu là chết liền quá à. Trời ơi, một mạng mà tới bây giờ luôn chị, kiểu như cái tính người rồi. Ngủ vậy là ba gai cực kỳ. Cái đó khó lắm, tại vì em ngủ xong sao khó sáng nổi như vậy đó, mặt em chăm dặn lúc gì cũng thôi ráng, thấy nhạc thiền không có. Tối ngủ cho nghe nhạc thiền, cái nhạc gì mà để cho nó thả cái đầu óc á. Thật ra nó như vậy là nó là như một cái bản năng á. Có những người xấu ngủ, những người xấu nói, là có những người mà chỉ cần đói tí xíu là quạo là quạo thấy ghét lắm ngờ. Quạo điên. Người ta no chút xíu cái người ta thoải mái. Thế thì bạn này là mới ngủ dậy nha, quạo lắm mà cho nửa tiếng sau vẫn cũng thích tươi tỉnh vui vẻ, chưa có gì xảy ra nữa. Thì là nếu chồng em vừa xấu đói vừa xấu ngủ luôn. Thế thì em hạnh phúc quá rồi. Không, nói chung là em cứ để chồng em 30 phút sau khi dậy ở mình. Để mình đi, đừng em quan tâm tới. Tại vì nếu mà em quan tâm là có ngày đánh nhau. Nên là em cứ kệ. Đó là cái cách tốt nhất. Mới lúc đầu giờ em không biết nha, kiểu như quạo với em thì em kiểu ủa mắc gì quạo, sực lại, giống như em cũng sực lại mấy lần đó, em đâu có biết đâu. Thì sao mình thấy kiểu cái tính đó, nghe mẹ kể này kia cũng biết là cái tính nên là thôi. Ngủ vậy thì nhìn mặt hơi ghét xíu rồi thì lãng đi, xong rồi chút xíu kiểu như 30 phút sau, tiếng sau bình thường thì ok. Rồi ngoài thì còn tật xấu gì nữa không? Xấu bụng cũng xấu. Xấu đâu á, xấu đỏ. Tại vì xấu đỏ xấu ngủ là thường đi một cặp. Còn bạn này một tính không đi thường mà em mà đói nha là nhắc tới đó bụng cái tự nhiên nó nói ngang cái đói em muốn ăn liền luôn á, người ta cũng rủng á. Mà đói không mà ai hỏi gì ai kiểu gì nó quạo khi cầu quạo lắm, không muốn trả lời, không muốn làm. Đúng rồi. Giờ thế thì em có muốn thay đổi gì ở đối phương? Em thì muốn chồng em là đừng đi giấu đồ nữa, kiểu như anh cứ quên đi, mọi thứ cứ để em kiếm em lo cho, mà anh đừng có giấu, anh cứ để giống như là anh cứ để cái để lại ở ngoài thôi, đừng cất, đừng cứ cố ngăn nắp làm gì. Cái tính hay quên thì đừng cất, chứ để quên mà còn giấu nữa là bị cái hội chứng gì đó ta. D gì nè? OCD. Cái gì đó phải người già. Nó phải đúng, nó phải ngăn nắp. Nó phải tỉ mỉ, nó phải ngăn nắp. OCD. Trời một giờ trước một cái quần nè, đo là phải đúng ở 10 cm, phải đúng 10 cm. 9,9 không được, phải đi cắt cho nó bằng nhau. Cái đó là OCD á bé. Đó là những người mà mang hội chứng mà không chịu được cái sự không hoàn hảo theo ý mình. Phải là tỉ mỉ. Nó phải đúng theo suy nghĩ của mình mới chịu được. Như là ví dụ cái ly nước á là nó phải sắp y chang nhau, đúng nó mình em chịch lệch một cái đó là đi hết tóc ra mà nó hết mà ví dụ nó lòi ra cẳng là em cũng chịu không được. Vì vậy lấy kéo hết, nó tiện. Có một bộ nha. Thì trong dự định tương lai thì hai bạn có dự định là có em bé hay là sao? Cho cháu hỏi cô Mai là lúc trước khi mà em có những cái sở thích không giống như những người con trai khác thì cô có phát hiện ra và phản ứng của mình á, cái cảm xúc của mình lúc đấy thế nào? Lúc nhỏ thì cô cảm giác là nói chung ra là cô không có suy nghĩ, tới vấn đề đó. Cô chỉ suy nghĩ là đi theo chị gái, vì chị gái đưa cái tiền, chị em trai đưa cái đó. Nhưng mà nhỏ thì cô cũng cảm giác là có hơi nghi nhẹ nhẹ, hơi nghi nhưng mà cô không có suy nghĩ tới cái vấn đề đó. Thì sau này thì cô mới nhưng mà không suy nghĩ, nhưng mà cô thích làm đẹp. Cô thích làm đẹp cho Bella bây giờ. Hồi đó là khổ mà đâu có đi ra tìm muốn tóc rồi nhiều tóc rồi đó, cô mua OCD đó. Cô đổ lên xong rồi ra nắng đúng không? Cô chải xong rồi cô đem ra nắng. Cũng chịu khó mùi lắm. Nhờ nó cũng lên màu rồi không? Lên màu rồi. Cô là Bella là tóc vàng, là tóc dài. Và xong rồi cô mua cái đồ cuốn tóc á. Cái uống thì cô cuốn. Tự nhuộm tóc, tự uống tóc luôn. Nhưng mà khi mà chú ở nhà là ba của Bella á, khi mà thấy cô làm điệu cho con trai thì chú có ý kiến gì không? Không, không có ý kiến gì, nhưng mà sau một thời gian cô cảm giác là không biết là không phát hiện hay không. Nhưng mà chị ấy thì lớn rồi, lúc nào cũng bế lên tay. Những ngày nhỏ thì bò dưới đất không chịu bế. Cô cũng tức quá, cô nói là tại sao là em con thì nhỏ là không bế, mà là bế chị trên tay làm. Đó, lúc đó là cô cái cảm giác là không Không phải là hai đứa yêu thương hết, nhưng mà bên này thì cảm xúc mỗi người một kiểu khác nhau cả. Rồi ví dụ cho cháu hỏi là khi mà cô thương Bella một cách khác thì những người họ hàng hay là những người xung quanh có hỏi là tại sao như vậy không? Cô thương thì thương là người, nhưng mà trong tâm của mình lo lắng thì nó khác một chút xíu, nhưng mà người ta không nhìn thấy, không nhìn thấy được. Rồi cô cho cháu hỏi là khi mà em ra nước ngoài thì là hai mẹ con phải sống sang một thời gian dài. Thời gian đó là cô đi làm việc thì bố của Bella là đi lúc đó cô làm việc xong rồi cô mỗi tháng là cô được cái tiền về để lo lắng đi. Nhưng mà khi đi á, thì bố của Bella nói là sắp đến thì đi, cô cũng hỏi ngày nhưng mà không cho biết ngày đi. Thì cái lúc mà cô mua áo quần á thì để Tết thì cô lên trên Đà Lạt định thương. Nhưng tại sao không cho cô biết ngày đi? Không cho cô biết. Thì cô có nhớ là cô có 20.000 hồi xưa là lớn, thì cô có đưa cho chị gái là trước. Cô nói là khi nào không đi á thì con nhớ gọi cho mẹ nha. Nhưng mà cô... thì cái lúc đó là cô đi qua nhà nội á, ở Phan Đình Phùng ở trên Đà Lạt á, thì cô mới hỏi bác anh á là chị dâu hỏi chị Bella cái cơ nó mất đi rồi, mới là đi rồi. Đi chơi rồi, đi qua bên đó rồi thì cô không có suy nghĩ là đi chơi ở đâu không, không có suy nghĩ qua bên nào. Cô hỏi, cô nói ủa qua bên nào? Qua Mỹ rồi mà không biết. Qua bên nào sao em không biết? Cho cháu xin cắt ngang là cô với chú là lúc đấy ở xa nhau ạ? Là chia tay rồi, đi nghỉ rồi. Nhưng mà cháu xin phép được hỏi là lý do chú có nói cô lý do tại sao mà không cho cô biết để mà có thể tạm biệt hai con? Cô không thời gian được mà có hỏi thì lúc đó là cô khóc 3 tháng rồi, 1 năm sau thì cháu vẫn nhớ ngày xưa để liên lạc ra nước ngoài là một điều rất là khó chứ nó không dễ dàng như bây giờ. Cháu cũng có người thân ở nước ngoài mà cháu biết cái nỗi nhớ đó là chỉ là người thân họ hàng của cháu thôi, thì cháu không tưởng tượng ra được là một người mẹ không thể nói lời tạm biệt với con của mình khi rời xa nhau một thời gian dài và khoảng cách địa lý rất dài nữa. Cháu không biết là cô đã quay quắt ở trong thời gian đấy như thế nào. Cô quay quắt, cô không biết làm sao. Cô mới đi về nhà, cô đang giáo dục mấy tháng sau. Cảm xúc của cô sau 1 năm khi được nói chuyện với các con, cô cũng nhớ khi mà lần đầu tiên được nghe lại giọng của các con. Cho cháu hỏi là ở một cái nỗi sợ của một người mẹ, cháu nghĩ là ai cũng có một cái nỗi sợ xa cách các con, vì người ta nói là kiểu gì thì xa nó cách lắm. Mà ngày xưa thì các phương tiện nó không tốt như bây giờ, mình có thể nhìn thấy mặt nhau và giữ liên lạc tốt. Cô có sợ là ngày nào đấy con của mình á, cái tình cảm nó sẽ ít dần với mình? Có chứ, cô suy nghĩ là sao mà tình cảm lắm. Nhưng mà đã buồn rụng phải đến khổ. Con thì nào phải nghĩ đến mẹ, nào phải nghĩ đến. Thì lúc nào cũng muốn là trai hỏi em nhá, khi mà mình đi sang Mỹ, em biết lúc đấy em còn rất nhỏ, mình chưa thể bắt em phải suy nghĩ nhiều. Nhưng có bao giờ khi mà em lên chuyến bay rời Việt Nam, em có hỏi là mẹ mình đâu? Mẹ em cũng có, cái lúc đó em suy tỏ là em không biết mình đi đâu ấy. Lúc đấy là giữa năm học trường, em nhớ là đi là bà nói như là thôi chào cô đi, rồi đi Đà Lạt, chào cô rồi em làm cái lúc giữa năm học mà em đi đâu, bà nói là đi Sài Gòn chơi, là thích đi chơi, đẹp chơi. Anh ngờ chú đi chơi dài quá. Chào cô, cái đi Sài Gòn, rồi đi tuần sau là cái lúc đó là lần đầu tiên cái mày là cái gì, là có cái này là cái gì, nên là máy bay nó đi đâu thì nó là đi cái chơi, mày đi chào lại đi mình gặp lại. Các lần đầu tiên là gặp ở Hà Nội, là chưa bao giờ gặp mấy người. Là ông Hà Nội ở bên Mỹ. Rồi em có tưởng tượng ra khi mà em đang ở Việt Nam, em có bạn bè rồi đúng không?